có các chi phí như tiền vận chuyển, phí giết mổ và phí kiểm dịch. Tổng chi phí chiếm 10% so với tiền mua lợn. Khâu thứ hai là khâu mua móc hàm, pha lóc, đóng gói và bán lẻ, gồm chi phí nhân công, vận chuyển, vận hành máy móc. Tổng chi phí chiếm tới 33% so với tiền mua lợn móc hàm. Vậy để con lợn từ chuồng tới tay người tiêu dùng thì giá tăng tới 43%. Ví dụ như giá lợn hơi 95.000 đồng 1 kg thì giá bán lẻ bình quân khoảng 136.000 đồng 1 kg.